Let's start it again, but first I want to remind you of the vocabulary we studied before. Huh? Để em nhắc anh vài Remind. cái Mine. vocab. Em remind anh cái vocab nè. Alright, so can you please choose the word to fill in the blank? Alright. He made a trip home to chấm chấm Christmas with his family. Which one do you choose? Enterprise, mobile communication, launch, Anh đã thực hiện một chuyến đi entrepreneur, ở nhà từ nhà đến celebrate. anh phải để list communication một Lives. enterprise là doanh nghiệp celebrate social networking không Social phải networking. To. không phải To ở đây là thấy dấu hiệu của to một là danh từ hay là động từ đấy. To ở to đây là lunch no, to host launched. Không được. communication lunch Cái này có ID là thấy sai rồi đi là sai to lives đó. To không phải lives cũng không được luôn. Cái này là cuộc sống. Lives này là cuộc sống chứ không phải. mobile Để làm gì? enterprise Để ăn Noel ấy, để ăn Noel ấy, ăn Christmas ấy, là celebrate celebrate, celebrate celebrate, celebrate yeah, celebrate celebrate, celebrate pray, pray, celebrate 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 yeah, right. People, police have chấm chấm police an investigation into the incident. have launched Launched, please have launched, launched launch launched a an launched, investigation in the inside launched launched, launched yeah, launched launched, đấy, launch đấy, launched, ra launch mắt, phóng hoặc là đã tung ra một cái cuộc điều tra vào cái vụ việc đó. It will take some time for all chấm chấm to get back to normal. For social mất một số thời gian for quay về như our bình thường. to get Oh come yeah. Enterprise Rồi. Nó cũng hợp lý đấy. nó nghiệp Dạ cũng hợp lý nhưng mà chỗ này nó nhỏ vậy sao nhé. Enterprise được. entrepreneur Trời ơi càng không entrepreneur không đủ chỗ nó enough space. Chỗ này nhỏ xíu mà. our mobile không phải không Trời ơi, chỗ này nó nhỏ our xíu social à. networking nhỉ Nhỏ lắm. our Lives. Our lives lives. our Lives. lives Our our lives. lives Our Lives. No. Lives. 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 lives Lives. lives 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 Không, không đọc vừa. Nhưng mà lives lives. Lives. lives Oh no, không đọc là vừa ra. lives lives Lives. lives lives Thiếu vừa. lives lives Network function of three the network function of P3 3 more G social phải networking không? Phải không? Social đúng networking rồi thì mạng có xã 3 hội G một không ta? Không, I don't think so. Mạng xã hội sao lại social 3 G? networking mobile mobile communication không phải Yeah, I guess mobile Yeah. mobile Yeah. communication Yeah, mobile communication là challenge gì? is a system design a creative tạo ra một Mobile communication là gì ha? mobile communication là Liên cái lạc này gọi từ liên lạc liên từ lạc di động ha. Liên lạc di động á.
đến Mm-hmm. những thách thức mới cho hệ thống, cho Transdroid system design cái việc to the thiết kế design. hệ thống. The system design. 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 Creative chấm chấm keywords, chấm chấm phẩy á, chấm phẩy á, là một cái gì đó, Create was một cái gì đó sáng tạo. Hi dân and enterprise enterprise enterprise. Are you sure enterprise this is the enterprise enterprise Singapore. nè? Enterprise là gồm mấy người này luôn, enterprises and limited companies nè. Enterprise Limited companies là công ty Limited. hữu hạn nè. Công ty Rồi hữu hạn còn entrepreneur là, Limited. Entrepreneur là doanh nhân. that's right, He's in charge of chọn an chỗ nào? Creative, entrepreneur. entrepreneur, Entrepreneur. Entrepreneur has entrepreneur, people. Entrepreneur. entrepreneur, Đó là phần ón ta, phổ tâm nghe. entrepreneur, Đấy là, à entrepreneur. trời, đọc ón. Entrepreneur. Là gì hồn? An Entrepreneur. entrepreneur. Burner, Entrepreneur. burner, burner. Runner, entrepreneur, entrepreneur. Là kỳ hết sức. Entrepreneur has people to stay in touch in ways it seemed like not to Simply before. could not do before. Not to Cái gì before. has people? Stay in touch, giữ liên lạc với nhau. As people. Helps people. Mobile No, communication. we did Okay. it before. Social Yeah, networking. social. Social. Social networking That's helps right. people stay in touch in Stay ways in they seem touch. like. Stay in touch. Stay in touch. Yeah. Stay in touch. 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 Giống như thất lạc Stay á. in touch. 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 Stay in touch. Right, that's good. And he is in charge of an chấm chấm. He is in charge of an entrepreneur. Yeah, enterprise. Enterprise. That will entrepreneur the enterprise. 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 Turnover rate là gì anh? Nào Entrepreneur nè. cái nào Turnover entrepreneur rate. doanh nhân Nè, tỷ lệ nghỉ việc hay sao? Ủa, doanh thu hả? À, a turnover doanh thu turnover, income ấy. Income. Ngon nhờ. turnover Có một cái tỷ lệ nghỉ việc gì mà cũng turn turn đây. Doanh thu approaching 4 triệu đô nè. Approaching là là đến, tiếp cận, là đạt á. Approaching. approach Approaching. Yeah, lại gần đến approach. gần đạt đạt được Approach. approach Approach. approach Yeah, that's good. approach Rồi là anh nhớ được okay. mấy cái này rồi ha. Rồi. And bữa mình đang nghe giữa chừng á thì anh đã chìm vào giấc ngủ. Mình Nó luôn buồn ngủ ngủ khiếp. ngủ chả biết gì. Bây giờ tỉnh chưa anh? Thì nhỏ này ngủ trước tỉnh rồi. À, okay. Đúng rồi đó anh. Ngủ được giấc. Có kinh nghiệm, có khác. Rồi, let me see. Wow. Đây là 3.2 đúng không? Dạ. 3.2 mình nghe chắc được tới nửa nửa này. Next. People didn't know him before 2012 when the London Olympics celebrated his work. Anh có lộn 3.2. Có lộn 3.3 nhỉ. Right. Here's a question for you. When did mobile communications begin? What's this? What is Here's a this? question for you. Yeah. Here's a question for Here's you. a question. Not Trần. Here's a question for you. Trần. Question. 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 Yeah. Question. 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 Question.
Question. Question. Okay. When did mobile communications begin? When did Mobile communications begin? When did mobile communications begin? When this mobile communication begin? That's good. Nếu mà dòng Mỹ thì sẽ là mobile rồi. Nhưng mà đây là dòng Anh nên nó là mobile. Mobile. Mobile communication begin. Mobile communications. Dòng Mỹ đó. Mobile communication. Yes. Truyền thông di động. And next. That was in 1973 when Martin Cooper made the first mobile phone call. First one. First When mobile matching phone call. B. First cái gì đây? The first mobile phone call using his new invention. That's mobile. Dòng Anh á, That's chữ O nó đọc là O, nên anh nghe phone call á, là nó là đang là đọc là call đấy. When Martin Cooper made the first mobile phone call, Đáng được không anh? Mobile mobile, phone. mobile, Cooper made the first first mobile mobile phone call. Phone là gì nữa? thì mang cầu cái âm mừng. Phone, phone cái gì là tới một chữ nữa? Made the first mobile phone call. Phone Mobile. call. Ừ. Con cò này. Con cò. Dòng dòng Anh nó vậy á, O nó đọc thành A. À sorry, O đọc thành O, như dòng Mỹ nè. Call. Call. Car. Call. Car. Còn dòng Anh nè. Call. 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 Dạ. Wow. Call. Đấy, khổ gì Đấy, em nghe. không 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 tiếng Anh không không biết là nghe thành lại trái nghe cái gì. Phone call. Khổ khổ Đọc nó khổ khổ. nghe người Anh đọc mệt lắm. Made the first mobile phone call using his new invention. New Using his new using invention. using his pension invented using hay là his invention inventor, which new invention. Invention. invention là gì anh? Nè. It's some This is an invention. Invention là invention là nghiên cứu à, sáng tạo. sáng tạo, Sáng tạo, sáng tạo á. invention sáng Yeah. tạo Thì còn inventor nè, this is invention the inventor nè. Nhà chế tạo á. size of cell His new invention, invention sáng phát tạo, minh nè. Đấy. Phát minh đúng của ông rồi, đấy. phát minh sáng tạo. Đúng rồi, And it was inventor, invention. invented, inventor, invented, inventor, Invent, invent, invented, inventor, invention. invent, invented, inventor, invention. Phát minh sáng tạo. Inventor. Yo, please. Inventor. Inventor là người phát minh. Invention. Invention Là cái phát phát minh á, minh. cái phát minh. Nhưng mà chẳng lẽ bỏ chữ cái vô thì kỳ quá em. In his new invention, the Dynatac phone. And who was Roland Moreno? He invented the smart chip technology. Gì Technology. à, cái gì à, thi cái gì technology nha, thi gì nè. Oh. He invented the smart chip technology. He invented À, invented. technology. Technology, He cái gì invented technology? technology. I know. He invented the smart chip technology. The small cái gì nhỉ? Smart chip. Smart Technology, technology. technology. Smart chip technology. Technology, không phải gì.
Technology, technology, Nào nó là trời gì gì technology, technology technology, 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 ok à, nhưng mà smart chip là chip technology. thông minh đấy, công nghệ chip thông minh đó nè, smart chip technology nè. Rồi using cái gì đây? Using credit cards, passports, and SIM cards. Using Using cái gì đây nè? Using credit cards, passports, and SIM cards. Using Using được dùng trong ha. Using mới đúng, không hay là using đâu. Using Using. passports, and he invented the smart his chip passports. technology using credit cards. Using credit cards. Sorry, Credit chuyện chưa card hiểu. hay là credit card? Using credit cards. Credit cards. Nó đọc như vậy nó thành chữ cost nào rồi đó. Hả? Ý anh là cost à, này hả? Cost tiền mặt đó hả? À, mình coi thử cái cách người ta đọc xem. Technology using credit cards. Using credit cards. Credit, credit. Chưa He hiểu gì invented the smart chip technology using credit cards. Smart chip technology cả. using credit cards. Using credit. Credit, credit, credit gì? Technology Xin quên. using credit cards, passport. Credit Credit card. passport. Right. Credit Credit passport. A credit card. card. Credit card passport. Công cái lưỡi như R. Credit card. Credit Credit cards. Vẫn cards. card. Cash kia mình phải rút lưỡi lại thành cash. Cards. Cash. À sorry. Cái này nó không cong Credit lưỡi mà nó rút cards. lưỡi. Credit Cash. cash, cash, No, 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 passport, no, no, đừng rút, đừng hai từ đọc chung nhau nè. Cash. cash, cash, No, 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 cash, không có cong cái lưỡi mà là rút cái lưỡi. Cash. cash, Giống như con cash, mèo mà rút lưỡi lại thành sờ. Cash. cash, Cash. cash, Đúng rồi, cash. Còn cái này nè, mới bắt đầu cash, cong lưỡi này là card. card, Card. cards, credit cards. Credit. 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 Cards, credit, Card. credit cards, card, card, Card. card, card, Okay, that's good. card, Cash, 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 cash. cash, Chờ anh. Cash. cash, Cash. cash, Cash. Rút lưỡi lại. Cash. 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 Okay, cash. Okay. Rồi, Cash. press. Credit cards rồi, passport rồi. And SIM cards. And gì nữa? I'm Sports and SIM simple. cards. Đoán thử liên quan tới điện thoại thôi. I'm simple. Passports and SIM cards. Passport. And And SIM cards. như tiếng Việt luôn. And SIM cards. I'm Card. And SIM cards. SIM Là gì? Trong điện thoại có cái gì mà card. SIM card? Sports SIM. And SIM cards. SIM ừ nó đó SIM card, SIM card đấy card. SIM hả? card. Nó phải rờ cong lưỡi lên. SIM card, SIM SIM card cards. hả? Just 1 year later in 1974. What year? Oh. À, thôi, gì năm dễ nghe quá, tao không thèm nữa. More on these people later in the series. But today, we focus on Twitter. We. We first on Twitter. No. But today, we focus on Twitter and its creator. Today, we We focus on first Twitter. on. No, we không first được. First sẽ động từ mà we. But today, we focus on.
But today, we focus on... We focus on Twitter and is. But today, we focus on Twitter and its creator, Jack Dorsey. Create là tạo ra, vậy thì created là đã tạo ra, vậy creative là gì anh? Creative là đã tạo ra. No, này là tính từ mang tính sáng tạo. Có tính sáng tạo. Creative. Còn creator này là gì? Creator là người đã tạo ra. À, người sáng tạo, creation. Creation là sáng tạo. Sự sáng tạo. Sự sáng tạo. Create, created, creative, creator, creation. Yo, please. Create. Created. Creative. Create, creator. Created. Creation. Creative. Creation. Tuyệt vời lắm anh. Creative. Creative. Created. Creator. Creation. Yeah. Rồi. Nghe xem thử nó đọc cái chữ nào. Đây, Jack Dorsey là Twitter and its creator Jack Dorsey. Jack Dorsey. Yeah, nhưng mà ổng là cái gì? Creative hay creator hay creation. And its creator Jack Dorsey. Jack Dorsey. We focus on Twitter and its creator. Creator Jack Dorsey. Jack Dorsey. And Jack Dorsey. We have internet expert Neil Harris in. Internet, yeah. We have internet expert. Không này nè. He knows a lot. Expert chuyên gia. Neil Harris in the studio to tell us all about it. Neil, how did it all start? Chữ O, đọc chữ O, O tất cả, nó đọc thành O. Nhưng Mỹ làm là O, nó đọc thành O. Đọc mà nghe không quen, khó nghe luôn. Neil, how did it all start? How did it all start? Nghe được con nào anh? How did it? Neil, how did it all start? How did you? Neil, how did it all start? 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 Dòng Mỹ sẽ đọc là how did it all start? How did it all start? Yeah, start. All start. Yes, yeah, thank you. Rồi, đọc nào. Chuyên mục yêu thích. Đọc nào. Welcome to our new series, A Business Foundation, where we look at the entrepreneurs who have made our lives so different today. People like Jack Dorsey, co-founder of Twitter, who launched his popular social networking service in 2006, or Tim Berners-Lee, who started the worldwide web in 1991. Okay, rồi bây giờ mình sẽ đọc mấy này lại giùm em nè. Entrepreneur.
hoặc là in Entrepreneur, entrepreneur. entrepreneurs. Entrepreneurs, À, mình thiếu chữ p đó, entrepreneurs, mình thiếu âm p, br entrepreneurs, runners. entrepreneurs, Okay, that's good. Rồi. entrepreneurs, And thế là lives. Lives. lives, Lives. lives, Lives. lives, And lives, launched. launched, Launched. launched, Launched. launched, launched. Next, please. Many people didn't know him before 2012 when the London Olympics celebrate his work. Here's a question for you. When did mobile communications begin? Again. Celebrated, Celeb, celebrated, 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 giống Mỹ đâu thành celebrated, 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 okay. Celebrated. celebrated, celebrated, Right. celebrated. That was the That was in 1973 when Martin Cooper, Cooper. Cooper made the first mobile phone call from using his new invention, the Dyna TAC phone, and who was Roland Moreno. He invented the smart chip technology used in credit cards, passports, and SIM cards. Just 1 year later, in 1974, 74. 74, Sim. 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 SIM, Sim. SIM, Yeah. Không phải là shame, mà là sim. same, Sim. same. Okay. Rồi, more. More on these people later in the series, but today we focus on Twitter and its creator Jack Dorsey. Dorsey. We have internet expert now Harris in the studio to tell us all about it. Now, how did it all start? Start. 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 Rồi, chỗ này nói nè. Tell us all about it. Tell us all about it. No, It. about it. Giọng Mỹ About mà. it. Ở đây là nguyên âm nè. Tell us all about Nhưng mà đọc á, mình phải hơi ê một chút cho nó sang trọng á anh. Tell us Tell us all about about it. it. Tell us all about it. Tell us all about it. Tell us all about Tell us it. all about it. Tell us all about it. Yes, so about it. Tell us all about it. How did it all start? How How did did it it all start? How did How it did it all all start? start? How did it all How did it all start? start? How did it all start? Start. 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 How did it all start? Start con lưỡi. Start. 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 Right. Start. Okay, cái này thôi về nhà làm anh ha. Okay. Right, let's move on to this one. Giờ mình sẽ chọn cái tựa đề cho từng cái khúc nha. Bây giờ mình tìm ra nha. So, for example, language point. Là trọng điểm của ngôn ngữ. First, he launched
his popular social networking service since 2006 vậy thì là who hay nào đây language point language point point language point language point point trọng điểm ngôn ngữ á. Bây giờ language point see look at this who launched his popular social networking ai à, we have Tim Berners-Lee. Right, let me highlight these people. And I mean, we have Martin Cooper and Roland Moreno or Jack Dorsey. Which one? These are all entrepreneurs. Which one? Ah, yeah. He launched his popular social networking. Popular. Tim Berners-Lee. Yeah, Tim Berners-Lee. Tim okay. Berners-Lee. Berners-Lee. Many people didn't know him before. Many people didn't know him before 2012. 2012. Him. Which one? Who? Không phải. Who? Oh, many people knew là anh ấy him. Yeah, but know him là know ông nào? Which one? Roland Moreno, Martin Cooper, Jack Dorsey. Which one? I know him now. Many people didn't know him before. Nhiều người đã không biết anh ấy before. Trước khi lên được nên Martin Cooper. Yeah, Martin Cooper. Martin Cooper. Yes. When did mobile communication begin? When did mobile communication begin? When this mobile. When this mobile. This mobile. Okay, now. This mobile comics. Are they? Look at the question. Martin Cooper, Roland Moreno? No, no. Let's search for a year. A year. So we have 1991, 1974, Roland. Which Jack Dorsey. No, I'm asking about a year. When did mobile communications begin? Search for it in the question. Khi nào lạc bị bắt đầu bị lạc When? Từ năm 1973. Right. 1973. Okay. Bắt đầu. Yeah. By the mobile phone call. A mobile phone call using his new invention, Dyna. Right. And Martin Cooper made his first chữ này hồi nãy anh đọc là chữ này đọc chưa đúng nè. Đọc là made. Yes. Made his made the made. First mobile phone call made in it first. Năm nào? Made. 1974. Ủa sao này cũng trùng câu trên nhỉ ta? Nó cũng trùng. À không phải, Martin Cooper made the first mobile phone call. On this. À cái này hồi nãy anh không phải sai ở chỗ đọc mà là anh sai là anh bị dư chữ đờ là made chứ không phải là made. Made. Yeah, made. Made. Đúng rồi. Nó là ending sound chứ nó không phải là một cái chữ. À. Rồi true or false. Take a look and choose true or false. The purpose of the business foundation is to help farmers advance
their agricultural Entrepreneurs, technology. entrepreneurs, Đúng không? agricultural, Agricultural agricultural, là công nghệ nông agricultural, nghiệp nông đó, dân, công nghệ nông nghiệp. nông nghiệp, Agricultural. agriculture, Agricultural. agriculture, Cultural. agriculture, Cultural. agriculture, agricultural, Technology. agricultural. Agricultural này. Rồi, công nghệ nông nghiệp. Agriculture, technology. Rồi, câu này true hay false? Is True hay false? two, True này, true. one nhỉ. False. True hay false? False. Cái business foundation này làm để làm gì? Purpose gì? False. 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 Cái purpose của cái business foundation này làm gì anh? True or false? Sự thật hay sai? Đúng hay sai? Cái nào? Đúng hay sai? That's true. Đúng ha. True. Cái business foundation này có phải là to have farmers không? To have farmers không? Đúng. Đâu? Chỗ nào? Where? Where are the farmers? Không phải, Yeah. không có, Who are the members in the business who have foundation? made our lives Who are the members in this very good, foundation? Members nào đây anh? Who are the không members? có. No. So only entrepreneur. The members are entrepreneurs. Đang là doanh nhân không đúng không? Entrepreneurs. Not farmers. Rồi. Jack Dorsey is the sole founder of Twitter. Sole là the only. Soul. Soul. Đó là soul one. Soul. 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 Nghe giống như linh hồn vậy đó. Rồi. Jack Soul. Soul là bằng only nha. Soul only. Rồi. Vậy thì đúng không? Jack Dorsey is the sole founder of Twitter. Small company Đúng không? under Twitter launched Đúng không? so Ông là người thành lập duy nhất hả? co-founders Co-founder. No, đã có co-founder thì nó đúng nghĩa là gì? What does that mean? co-founder là người co-founder là người sáng lập Câu là chung ấy. Là đồng sáng à lập chung mà. à đúng hả co-founder đồng Vậy thì nghĩa là gì? sáng lập có hai hai người sáng lập Ít nhất là phải hơn hai đúng không? thấy Hơn hơn một. hai người đúng Hơn một. Câu này nó không sai. không Ông này không không phải là sao người duy nhất rồi. Rồi, không không Twitter có đâu is a free photo and video sharing app available on iPhone and Android. Is that true? Đúng không? no. Twitter is a free photo and video sharing app available on my phone and Android. Phải không vậy? Twitter mà share app, share photo and video cũng đúng, nhưng No, mà nhưng nó không có chuyên về cái đó. It doesn't Đây focus nó on là that. trang web thôi. Twitter cũng là một app, nhưng Một app. it doesn't specialize in photos and videos. It specializes in short messages. Short messages, những cái tin ngắn thôi. Short messages. Short message tin nhắn ngắn. Short chứ không phải short. Short. Messages. Short. 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 Messages. 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 Rồi. Short messages. Phải không? Vậy câu này đúng hay sai?
Con này là false nha. Cái đó là định nghĩa False của Instagram đấy. Nha. sign. Đó là định nghĩa của Instagram. False. Đấy. Next. False Tim Berners-Lee was the creator of World Wide Web. true. Đúng không? Người sáng tạo của đã một Tim Horner Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee, along Tim started Berners-Lee was the creator of World Wide Web. Đúng không? nói about the wrong Phải wrong không? So who created World Wide Web? who started web Chà, web chà. hay nói là 91 mà nay 90 À, mà vậy con này wrong. Đúng đấy ông, wrong nhưng sai cái thời gian. Rồi. đúng rồi People had got used to using Twitter for a while before 2012 London có Olympics. À, làm mọi người quen với. đã có đã làm quen với Get used to. is oh how people had got used to Yeah, using be get used to nó còn bấp bênh. Làm quen với việc. à Còn had nè là thì yeah. quá khứ hoàn thành, là Làm trước cái năm, là had got là một cụm nè đấy, còn got used to lại là một cụm khác nè đấy. Đã làm quen với cái việc là had cộng verb 3 nè, đã làm quen với việc dùng Twitter People hadn't gotten used to cho trong một using khoảng thời gian Twitter à, for trước Olympic 2022 đúng không? the Phải không? Đọc kỹ đề. Đọc kỹ bài. Đúng rồi. Đọc kỹ bài Trước đi. 2022. Đọc kỹ bài Many đi. people didn't know him know before. Trước. Nghĩa một câu này nghĩa là gì? Get used Người to mọi ta người đã quen với việc dùng. đã làm quen với việc dùng Twitter khoảng Trước. trước trước 2012 Ừ, đúng không? trước khi Olympics Nhưng mà trong khi á, ông này là ông đồng sáng lập của Twitter. Đấy. Mà không có ai biết ổng chơi trước 2012 hết. Vậy con này đúng không? Many people chính xác bởi vì đâu phải cứ lãnh đạo là ai biết đâu hết đâu À vậy hả? Ừ. à, Ừ, con không này phải cũng ông nào xui. làm chủ tịch mình biết đâu người Ờ đúng rồi ha. Ờ đúng rồi ha, ta chỉ quan tâm đến là hay đi làm một công ty nào người ta trả tiền nè. mình bao nhiêu thì quan tâm thì không to đâu À. Dạ, yeah, đúng rồi, mình vậy có con được này làm true. mình Con này mình có được làm việc với mấy ông đâu có khi có ông ấy còn không cần xuất hiện đi chứ Yeah. Sometimes we don't know who the CEO is ha. Đấy. Nhiều khi còn chả biết mấy ông bự ra đường, nhiều khi gặp sếp bự mà không biết á. đúng rồi đấy Đấy. Nên nói chung là be kind to everyone ha, in case you meet your big boss, be kind. kind Be kind to everyone. be Yeah, kind be kind to everyone. Yeah. be Be kind kind to to everyone. everyone You don't know who you're meeting. be kind Oh. to Yeah. everyone be Nhiều khi kind kind với lại ông big boss cái sau này ổng có chuyện gì ổng lại to hú nữa. Oh. Yeah. Be kind to everyone. Yeah. Hãy tử tế với mọi người. So, ông này ông nói xong, ông nói câu này là ông nói ổng đấy. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Đấy, ổng này ổng bị trầm cảm, ông nên ông tự tử. Oh. À, ổng là comedy, ông này nổi tiếng lắm á. Robin Williams, ông nổi tiếng lắm á. Nhiều tiền quá bị trầm cảm. Not sure, nó không phải đâu. Okay. Next, nobody knew when mobile communications began, right? Không ai biết khi liên lạc khi nào bắt đầu liên lạc Khi nào cái liên lạc
từ xa này, tiếng là di động này bắt đầu. Anyone know? Anyone No communications people. Yeah, tất nhiên, yeah. Cái này có. có chứ. Có Đây chứ. có chứ, có Google mà không biết Có. sao được. Rồi. Rồi. When people make their first phone call remain unknown until today. Remain là giữ nguyên. Unknown là không biết, không được biết tới cho tới khi bây giờ, đúng không? When people made their first phone calls, remains vẫn còn không biết, vẫn không biết. Cho tới bây giờ cũng không ai Đến biết, đúng không? đến có lẽ maybe Không, no. Dùng probably để cho nó sang anh. Probably. probably probably có Yeah. lẽ probably Yeah, nói probably nghe cái probably thấy wisdom hơn hẳn so với lại là maybe hay perhaps. maybe Perhaps bài chứ hát thì nó maybe. đơn giản vẫn nhỉ, Yeah. Anh thấy nhiều người dùng quá. cái probably á, nó sẽ nằm ở đây nè, cái tầm là khúc này. Còn maybe với perhaps á, nằm tốt đây nè. Đấy. Probably. Nói nghe cái tự nhiên thấy quý tộc hơn hẳn. Người ta xài nhiều lắm á. Rồi. Đúng không? Câu này đúng không? Đúng. Đúng rồi mà đúng. Câu này hiểu sao Khi nào mọi người khi mà mọi người cái tiếp thời theo mọi điểm người á, thực hiện à, là cái đầu year, tiên này. cái year people make their first, time khi mà họ làm gọi cái cuộc gọi đầu tiên cho tới bây giờ cũng chưa ai biết, đúng không? Rồi. Đây in Có sai. 1973 đây. Sai sai. Rồi, rồi 5 điểm về chỗ. False. Rồi. Rồi, Martin Kubo invented in ai, đúng không? Copper. Cooper. Copper. Cooper. Copper invented the dietary form. Martin Copper. Yes. Cái Yes. này đúng này. À, Two, mừng quá, two. lâu lâu mới có câu đúng. Roland Morin was the father of smart chip technology. Morino. À, Con này đúng rồi, mình thế. Đây. đúng. Đúng đúng đúng. Biography là gì anh ha? Tiểu sử. Biography. Yeah. Biography. Biography là tiểu sử. Tiểu sử. Biography. 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 Mình có chữ G kìa. Biography. Biography. G. Sự Biography. biography. Tiểu sử. Biography. Tiểu sử. Okay. Ồ, hồng dữ. Rồi. Biography. 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 Yes. Main focus of the program is the biography of ông Jack Dorsey đó, đúng không? Không? Biography. Phải không? Biography. Là show, Check the phải không? Focus on main Jack Dorsey, đúng focus on Jack Josie, biography Jack Josie. Đúng con này đúng. chắc cũng vậy. Focus on ổng, chắc nói về ổng á nhưng mà nó không phải đâu. À, đâu có nói về tiểu sử của ổng đâu. À, nhưng thôi để coi đã, tại chưa nghe câu bài tiếp theo mà ai biết. Rồi, mình có Harry expertise. À, asked. expertise. Expertise là Expertise, gì anh? expertise. Expert là chuyên Rồi, gia. expertise là chuyên môn. À, từ này hay không? Expertise. Expertise.
chuyên môn, chuyên gia expertise That's chuyên right. Đấy. Ví dụ như thế này là what's your môn expertise? expertise Huh? So if someone asks you expertise chuyên what's your expertise thì môn expertise chuyên yeah. môn. So how are you gonna answer? Ví dụ người ta hỏi anh what's your expertise thì anh trả lời sao? Chuyên môn của tôi, Is my expertise is Gì vậy? business À, my tiếng Anh expertise trong is business English hả? Tiếng Anh kinh doanh hả? English. Dạ hả? Chuyên môn của tôi là tiếng Anh kinh doanh hả? Đúng rồi, À, chuyên tiếng Anh à, my business expertise is. Ủa sao câu đó giống câu em nên nói vậy ngành. anh? Cái câu cái background, ai cũng đi làm một background tiếng Anh này, chuyên chuyên ngành tiếng Anh, ngon, tiếng Anh siêu đỉnh. Được vậy ngon. Ok. Cái này mình làm rồi nè. Ý người ta nói là mình dùng cái như thế này nè, câu này người ta nói thì mình dùng sao the past simple form of regular verbs and in ed ha. Đây là động từ có quy tắc nha anh. Có quy tắc là mình dịch thêm ed. Còn nếu mà bất quy tắc á thì mình sẽ không thêm ed mà mình đổi luôn ha. À, thế thôi. Đây. Ok. Còn này về nhà làm nè. Về nhà sắp xếp lại vị trí ha. Đây. Nhìn vậy thôi chứ cũng chóng mặt, nhức đầu hoa mắt lắm. Chúc anh may mắn. Alright. Now let's get used to new vocabulary. Let's get used to new vocabulary. Yes, this is vocabulary. Okay. Get familiar. Learn. Get used to. Yes, Hay là quen familiar. với. Get familiar with cũng là quen với. Yes, this is vocabulary. Yes, Và family with new vocabulary. À. vocabulary. Vô. Vocabulary. Hình như đọc sai chữ này hả? Vô. Vocabulary. 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 Okay. Vocabulary. Okay. Necessary. What is necessary for your career? What is necessary for your career now? Necessary là cần thiết. Necessary là cần thiết. Nó đồng No. Necessary. 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 What's necessary for your career right now? I learn English. Việc học I tiếng am Anh thì learning mình đọc nó là I learning am learning English. is Necessary necessary for me, for me necessary for me. and for my Yes. career, cho cái sự nghiệp của tôi. Next sợ sẽ Necessary. trời, cái chữ này đúng là Necessary. đọc của nó đúng là vật vã thiệt. Necessary. Okay. Necessary. Okay, Necessary. so what's unnecessary to you right now? Unnecessary. Là không cần thiết. Làm cái gì là không cần thiết. Love. Love. I should not listen
listening to music unnecessary When I work, when I'm working, when I work. Vậy thì mà là mình sẽ là unnecessary music hay là music unnecessary, unnecessary. Music English is necessary. No. It, yeah, English music is Music necessary. is necessary. Necessary. Necessary Yeah. So to I think hồi nãy mình nói I should mà anh đọc thành I should, should giống như là should á. Huh? I should not thì I đọc should là I shouldn't listen to unnecessary I shouldn't music while I working. shouldn't listen to unnecessary with while working. I shouldn't. 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 Yeah, should he should? Shouldn't. 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 Should, should, should. Shouldn't. Đọc should nè. Necessary. Shouldn't. 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 Necessary. Shouldn't. Shouldn't. Okay. Đấy, âm nhạc không cần thiết là unnecessary nha. Music. Unnecessary. Okay. Particular. Are you looking for something in particular? Particular riêng Particular, biệt đúng không? đúng rồi. À, cụ thể đọc là Particular riêng biệt cụ thể. particular, particular, Particular. particular, Particular. 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 Okay, particular. Okay, are you Particular. looking for anything particular? In Particular. particular. Actually, I think it's actually actually, cụ thể yeah. particular Actually, I'm not, hay là I am looking for. I'm looking for something particular. Đang tìm Anything? kiếm một số thứ. Do you, Một are số you thứ cụ looking thể. for anything Bạn đang tìm particular? kiếm một số thứ cụ thể. Anh có tìm kiếm thứ gì cụ thể không? Like in your career, Có. success. You're looking for success. Không? I'm looking Sự thành for công, success. 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 Right? I'm looking for success. Yeah, mình sẽ particularly có nghĩa là một cách cụ thể ha, đặc biệt là. Particularly. Particularly. Tôi đang tìm kiếm, bây giờ mình đặt một câu thôi, tôi đang tìm kiếm gì đó mà cụ thể là, mình nói xem. I'm looking for succeed. In succeed in in my job. Is particularly 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 Làm particularly sao mình tìm kiếm công việc particularly của mình được mà mình đang tìm kiếm, thí dụ như mình nói và tôi đang tìm kiếm một công việc trong ngành IT, cụ thể là từ cụ thể là chuyên viên máy tính à. I'm looking for a new job Trong ngành công nghệ thông tin in IT in IT mà in cụ thể idea in là the in in the IT, idea particularly cụ thể là chuyên viên máy tính chuyên viên senior hả? senior Không, senior no, senior là cáo cao hoặc là nhân viên là thâm niên, còn còn chuyên 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 viên viên máy tính là chuyên viên là gì? chuyên viên Specialized. specialized nó đặc biệt là chuyên viên luôn No, specialized specialize in chuyên có viên nghĩa là chuyên về.
chuyên chuyên về I từ này specialize. học rồi. Specializing Specialist. specialize Chuyên gia. specialist Specialist. IT Chuyên gia máy tính là specialize nó phải ngược ngược với Latin tính, nó phải ngược à. ngược với tiếng Việt á. Chuyên gia máy tính. Laptop specialize No, computer. Người chuyên gia. computer specializing Đó, no. Chuyên về mới là specializing. Đó là verb. Mình đang đi tìm specialist danh từ. specialist Computer, specialist. Computer computer specialist. specialist chuyên viên máy tính Yes. Chính gió thì thôi chứ ai computer. thèm. Chứ mình không có đi làm computer specialist Specialist, được. Right. specialist And not là my expertise. chuyên viên Not my expertise specialist hoặc là not my strong suit. Nó không phải là cái sở not trường của em. my Strong suit là a particular skill of ability that a person or organization has. Câu này dịch sao anh? A particular skill. một kỹ năng một kỹ năng cụ thể Hoặc hoặc khả năng. hoặc khả năng của một người khả năng một người hoặc một tổ chức có hai Yes. Có. có Có, chấm hết. Tại vì hai cái có strong suit là cái khả năng của mình ha. Khả năng của mình nó không phải khả năng của mình thì mình nói it's not my strong suit ha. Thí dụ It's not patience. my strong suit. Patience has never been my strong suit ha. Kiên nhẫn chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Patience has never Suit. Yoga is not my strong suit. been my strong suit. Yes, okay. Yeah. Lúc trường gas not my strong suit. Yoga nó không Yes, right. Thank you. I'll see you later. phải sở trường của tôi. Yes. Yeah, em sẽ gửi cho anh cái tài liệu bài này. Hình như em chưa có đăng. Để mai em đăng em gửi nha. Thanks. Ừ. Bye bye anh. Okay. Bye bye. Catch you later. Yeah. See you.